Cứng nhắc hả? Cái này chắc mới. Anh em mình đang đi kiếm gì nướng sinh tồn bạn, cái phát hiện được cái ổ cá, cái cạn bạn. Cái khu này người ta cũng tính bơm cá, bơm nước này. Bên kia mấy con vịt trời nhóc hết trơn kìa. À, bây giờ là xuống đây bắt bạn. Cắt bỏ vừa à, cá đây nè bạn, nguyên một cái mương như thế này mà nó cạn xong rồi nó gom vào đây. Gom này cái mình bắt đó các bạn. Chút nữa mình sẽ nướng sinh tồn cho các bạn xem. Anh em mình ăn Tết xong rồi không có gì làm, chứ đi kiếm mồi thôi các bạn. Bây giờ tụi này nó đây nè, mấy con cò lại nè, dấu chân này thấy không. À, lại đi ghẻ, mà ghẻ dễ gì hết, nó ghẻ mấy cá nhỏ thôi, còn mấy cá bự đây nè. Mình sẽ đợi bạn Tứng lấy cái tàu lá rồi. Các bạn thấy cá đã chưa? Phải gì vậy? Mình Tứng bạn cắt tàu lá các bạn. Tàu thôi. Hồi mất cá mình dẹp chứ đi. Ở đây cá chắc nhiều các bạn. Để mình kiếm cái gì mình cầm, mình đừng cái bịch này nè. Ở đây cũng có ba khía nè bạn. Mấy loại he này thấy không? Bắt ra được luôn đi. Cái mười nè. Ê, tiếng lắm nè. Vô các bạn. Ba quăng không mạnh vô trơn, nó lết ra trơn kìa. Đấy, thằng 80 kg. Bé. Sao lưng anh kìa. Thì biết sao mà còn cái gô không? Cái gô mấy con cò ăn được đâu, được đâu. Em quăng ba con cò lần đâu hết rồi Tứng. Nó lóc ra đó con cò rồi đó. Rồi có đi kiến luôn các bạn. Cái lặn dưới chừng á. Nó gô mà. Luôn mọi người nha. Đang bắt cá nha mọi người. Bắt được con ma khía nè. Anh này vô mánh này quá trời, anh em coi luôn. Nó nhóc ở dưới này luôn. Chưa, sáng giờ chưa bẻ đâu bẻ, sáng giờ anh em đi vòng vòng đi kiếm cái gì để nướng nè. Anh kêu em giục cây đi. Không được. Nó lúng dữ vậy. Về cây ra bắt xuất ra kia. Ngồi nó trốn vô trong mấy cái lỗ cây đó. Nhìn em giống con cò đứng chờ cá ăn không. Tiếng lắm bà.
Quá trời cá luôn em. Vô mà. Anh thấy em nãy quăng đi hay. Kìa hai con này đẹp ơi. Em quăng mạnh mạnh vô cỏ rồi đi. Chứ một kiên con á. Kéo lá lên, kéo lá lên. Ok. Kéo lá vào đi. Mày kéo cho, đi đi rửa đi. Đi rửa đi. Xong bạn, bắt như vậy đủ rồi. Cái này có mấy con lịch nữa kìa. Xong. Biếp biếp không? Tội lỗi như khúc cây vậy trời. Chưa trúng. Ừ. Vậy lặn mất tiêu luôn vậy. Em mới lặn rồi đó. Lặn dưới đây nè. Mò nó không? Mò nó không? Không, nó chưa chạy ngoài đâu. Nó đây nè. Mày bắn trúng đi chưa? Chắc hụt quá. Em thấy nó phóng lên. Ê. Được cái tới má này cái bà khía. Má bà kia kìa. Rồi hụt luôn rồi. Sao? Chắc bắn trúng rồi giờ. Mà như nó như khúc cây vậy mấy trời. Trời ơi. Sát bên luôn trời. Nãy anh em mình bắt được nhiêu vậy? Ra mấy biển anh em mình nướng rồi. Đây biển Thành Trà Vinh nha. Giờ mấy anh em mình nướng rồi bạn. Còn con cá chốt. Cái biển mình đứng cá gô nha các bạn. Bên kia ba khía rồi rớt xuống than không. Có cái cây này là tiếu nhất các bạn. Năm bé. Cây năm bé rồi các bạn. Mấy con cá này nó cắn vô trong cây rồi nằm lửa rồi ai biết ở đâu. Nướng. Lấy cây này lót cho mấy cây kia nó khét rồi nè. Nhận chưa? Chín rồi mày. Mày khía nè mày. Chặt không? Kì ngon mày. Cá chốt nãy nè. Nãy kêu bóp bóp mạnh là to rồi. Dứt em rồi. Cái chùm 5 cây 5 con mới cười quá.
thì nó tiêu chứ. Năm con cá thơm, nướng lửa dịu dịu này ngon nè Tuấn ha. Nó sẽ bị không bị khét. Nhưng mà con cá này nãy mình ẩu rồi. Cá đó nãy mình quên. Ngon. Thơm. Tách cá này. Nhìn thấy gì không? Mũi sinh tồn của tụi mình đây. Mũi chiên sinh tồn mỗi lần đi theo đem nửa ký. À, đi nặng miếng chanh thôi, đem theo lấy miếng chanh thôi anh em, đầu để vô là quất. Tấn nó nhường mình nguyên con ba khía luôn. Nặng chanh vô là bắt đầu sệt cái gì nè. À. Đấy. Mũi làm nhà nghe anh em. Không có công ty nào sản xuất. Bịch nửa ký này là bà anh em mình đi nướng sinh tồn thì khoảng chừng từng gửi là hết. À nhiều lúc nó còn ngon, cây cây mặn mặn, trái cây rồi nếu mà đủ hướng á. Bây giờ mình ăn nè, nó thấy không? Bây giờ hỏi sao tối nhà ra mày đồng mày ruộng kiếm cái này không? Tại vì nó ngon các bạn. Ở nhà thì cơm canh đầy đủ, không có nhà ăn đâu. Bè là giúp mấy con. Đó nè, bè nè. Mấy bạn nó dơ cái gì đâu mà dơ. Đấy. Dứt. Bình thường. Người ăn thấy dơ mà cái người comment nó thấy dơ. Thằng đi ị nó đâu có thúi đâu. Thằng đạp, ơi, thằng đạp, 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 đạp thằng chay nó mới thúi. Mời bạn nha. Sinh tồn. Rồi, đem ăn cá. Chính là đó. Rồi, mình luôn. Cá chốt. Cá chốt thì biết cái gì? Một chùm cá, cái này kêu bằng cá rô. Rô. Rô đồng các bạn. Mình nướng với củ dương. Đấy. Ngoài mấy biển các bạn. Mình ăn cá chốt cho các bạn rồi. Nè. Nãy mấy em bắt cạn nè. Đây. Con. Rồi. Chỗ này xưa Cà Mau như là của mình. Bị thổi rồi luôn. Em quăng lên trời ơi, ơi xin bài từ luôn á, nhức tay cảm giác mấy da mấy cá này nó già lắm xương. Đang cứng không dài
Hai cái chạy giúp. Lấy cái này thôi. Này xong tới mưa đầu mùa á. Lấy hai cái lường trên dưới ra là nó sẽ không còn gì để chọi. Này gặp lọc rồi ông quốc luôn á. Thank you.
có hai mắt rồi. Như đang hai cái bị liên tiếp, em hai cái bị liên tiếp là dậu rồi. Lọc dứt trước cái, lọc dứt trước cái là cái bị con heo. Rồi xong là mình hai cái bị lọc thêm cái bị nữa là mới dỗ mặt đại chân rồi. Chân.